Phòng đẹp quá. Phòng này của anh hả? Từ nay á, em sẽ ở chung với anh. Em còn nghĩ á, mình được ở trong căn phòng vừa rộng vừa đẹp thế này luôn á. Anh có biết không, tưởng tượng ngày nào em cũng được ngủ trong căn phòng này, em có thể ngủ được từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng mai luôn á. Em á, dạ? Em cứ coi như đây là nhà của mình. Nhưng mà nhớ á, dạ? Là phải học hành cho đàng hoàng đó, chứ không phải lên đây để ngủ đâu nha. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn hai bác nhiều lắm. Chị Hai gọi. Dạ, dạ. Alo. Nhã hả? Anh khỏe. Anh vừa mới tới nhà luôn nè. Hả? Luân hả? Luân khỏe lắm. À, hai chị em nói chuyện với nhau nha. Chị Hai hả? Dạ, em khỏe đang như bọt kéo xe vậy chị Hai ơi. Chuyện gì ba cái lễ tẻ vậy? Dạ, em với anh Trọng á, vừa mới tới. Dạ có, nhưng mà chỉ có bác gái ở nhà, còn bác trai á, đi làm chứ về. Dạ, dạ em nhớ rồi. Ờ, mà chị Hai ơi, nhà của anh Trọng trên này á, đẹp lắm. Phòng khách đẹp nè, phòng ngủ hả, đẹp nữa nè. Chị Hai. Rồi, cúp điện thoại mất tiêu rồi, làm cho ta nói từ nãy giờ. Chắc là chị Hai em á, sợ tốn tiền để cúp máy. Thôi. Dạ. Bây giờ em lo dọn dẹp đồ đi, rồi mình ra ăn cơm. Má anh đang chờ anh em mình đó. Hả? Dạ, anh Trọng ra trước đi. Để em dọn đồ xong á, em ra liền. Nhanh nha. Dạ. Em đã quên uống thuốc ngủ rồi. À, anh, ngồi xuống đây, em cho coi cái này nè. Em nghĩ là tại sao chúng ta không mở ra một cái trường vừa có thể dạy nghề cho những người khuyết tật, vừa có thể phục hồi chức năng, và mình có thể dạy chữ cho họ nha anh. Chuyện đó sẽ không đơn giản đâu. Anh không nhớ ông bà ta thường nói sao? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu như tất cả chúng ta ai cũng ngại khó ngại khổ và chọn những việc dễ dàng để làm, thì những người kém may mắn và thiệt thòi như vậy làm sao có hy vọng nữa anh. Nhưng mà chuyện anh lo là về sức khỏe của em. Cái đó anh không cần phải lo. Hiện giờ sức khỏe của em đang rất là tốt. Em rất muốn làm một việc gì đó. Em không muốn những ngày còn lại của mình trôi qua một cách vô vị như vậy.
Nhưng anh nghĩ hai bác sẽ không đồng ý đâu. Chỉ cần anh đồng ý với em tin chắc là ba mẹ em sẽ ủng hộ em mà. Điều quan trọng á, nếu mở trường không phải cứ muốn là được đâu. Em nghĩ nếu thật sự chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm được. Với lại em có quen một vài người trong lĩnh vực này, em sẽ nhờ họ giúp đỡ. À, mà dưới quê còn có Nhã nữa. Em tin chắc là Nhã sẽ đồng ý với ý kiến của em, và Nhã sẽ ủng hộ em nữa. Con nhớ rồi. Alo. Dạ nghe. Alo. Dạ cho hỏi có phải số điện thoại của Thanh Nhã không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ cho hỏi chị là Nhã ơi, mình nè, Thu Trang nè, nhớ không? Ủa Trang hả? Ủa nhưng mà sao Trang biết số điện thoại của Nhã mà Trang gọi vậy? Bí mật. Ừ, tại vì Trang cứ tưởng là anh Trọng còn ở dưới đó, nên là định nhờ anh Trọng gọi cho bạn. Nhưng mà anh Trọng lên Sài Gòn rồi, nên là anh đã bí mật đưa số điện thoại của Nhã cho mình đó. Ừ vậy hả? Ờ mà Trang lên trên đó rồi Trang có khỏe không? Mình vẫn khỏe. Nhã ơi, mình có một dự định, nhưng mà không biết là có thực hiện được hay không. Ờ dự định gì vậy Trang? Trang đám cưới phải không? Hứ, bậy bạ. Đám cưới gì mà đám cưới. Mình muốn mở một trường dạy học để dạy nghề cho những trẻ em khuyết tật, nhưng mà không biết có được hay không. Mà sao ở đâu Trang có ý tưởng hay quá vậy? Nhưng mà Trang định bắt đầu từ đâu? Mình định bắt đầu từ bạn đó. Ủa, mà sao lại bắt đầu từ Nhã vậy? Ừ, thì mình tính như vậy nè. Nếu như mà mọi chuyện thuận lợi á, thì mình sẽ mở một trường dạy nghề ở dưới quê của mình để dạy nghề miễn phí cho các trẻ em khuyết tật, để các em có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Rồi sao nữa Trang? Trang nói thử đi. Bạn là thổ địa ở quê, tương lai gần sẽ là một cô giáo, cho nên là dự án của mình không thể nào thiếu Nhã được. Trang làm Nhã hồi hộp quá. Bạn xem thử coi điều kiện ở dưới đó như thế nào, rồi hỏi giùm mình thủ tục dưới quê ra sao luôn nha. Bất ngờ quá, nên Nhã cũng chưa có nghĩ ra được cái gì hết á. Thì Nhã cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi có gì gọi điện thoại cho mình nha. Thôi, chào Trang nha. Ok, bye bye. Con làm gì vui như là trúng số vậy? Chuyện này á còn vui hơn là trúng số nữa ba. Chuyện gì vậy hả? Thu Trang á, nó đang định mở trường dạy nghề cho người khuyết tật ở quê mình. À, ý rất tốt mà. Nhưng vấn đề là muốn con tham gia cùng. Ý tưởng này hay thiệt đó. Lớp trẻ bây giờ tìm đứa có nhiệt huyết, biết quan tâm đến cộng đồng, biết đau cái đau của người khác như vậy không phải là dễ đâu con. Chà, làm được cũng khó khăn lắm, chứ không phải dễ dàng đâu. Thôi, cái gì cũng phải từ từ. Ăn xong bữa cơm đi con. Dạ. Ba miếng cá nè ba. Cảm ơn con. Dạ, chắc tại trí nhớ quen tốt nên thường nhớ luôn cả cái gì cũng nhớ. Dạ. Chị Thi. Dạ chào chị. Bữa nay chị đến sớm quá vậy chị Thi. Dạ, tôi có hẹn với một người bạn nên tới sớm một chút. Hôm nay phòng trà có một ca sĩ mới đó chị, có gì chị nghe chị góp ý nha. Tôi chỉ là khách nghe bình thường thôi mà. Chị thì khiêm tốn rồi. Ờ kìa bạn chị tới kìa. À Lan, vô đây. Chị Lan. Chào em. Mời chị ngồi. Vậy em không làm phiền hai chị nữa nha. Chúc hai chị buổi tối vui vẻ. Cảm ơn em. Dạ, chào chị. Cậu này nhiệt tình ghê á.
Đừng gọi cái gì á. Sao không có vậy? Chồng, con nghĩ chỉ cần khép cửa lại là được rồi. Trời ơi, mỗi khi mà đi vệ sinh hay đi tắm á, là phải đóng cửa cẩn thận chứ. Đây là hố, chứ đâu phải dưới quê. Vừa tắm, vừa chạy nhông nhông khắp sân. Dạ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Trời ơi, không tắm thì quá rồi nước lại. Nước cũng là tiền vậy. Phải làm hồ nước mắt mới có chứ. Đâu phải là dưới quê đâu. Làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ chứ. Dạ. Tiền là chưa làm ra được. Sốc cái kiểu lãng phí không. Dạ, con xin lỗi bác. May á, may là người trong nhà. Còn không là người ngoài á, người ta nghĩ mình á, ăn ở không có nề nếp, tùy tiện. Dạ. Thiệt tình. Dạ, con mời ba, con mời má. Luân, ăn với em. Dạ, dạ. Ngồi đi em. Ngồi đi con, dạ. Ngồi ăn tự nhiên đi con. Ăn đi. Cứ coi đại diện nhà con, dạ. Nha. Ăn đi. Sài Gòn á, chứ không phải dưới quê. Đi đứng nói năng hay ăn uống phải có phép tắc. Không thể cư xử ngang hàng nhìn ngang lưới với nhau được. Dạ. Ông à, cái đó là khi có khách thôi. Mình ở đây người nhà cả mà. Thôi, thoải mái đi. Bà cứ như vậy, cái nhà này loạn lên là phải rồi. Luân à, con mới dưới quê lên không biết cách sử dụng đồ đạc của người thành phố. Bác không nói. Nếu bị hư thì thôi. Nhưng mà nếp sống là bác phải nói. Nhà bác không giống như nhà con. Bác cũng không giống như bà con. Sống hôm nay mà không biết ngày mai tới đâu á. Bà, Luân. Dạ. Không, hôm nay mọi việc gác lại đi. Ăn đi con. Ba đã hẹn với chú Vinh, hôm nay hai gia đình mình sẽ đi ăn trưa. Dạ. Cho nên ăn xong á, mọi người chuẩn bị tinh thần đi ha. Ăn trưa cũng chuẩn bị tinh thần nữa hả? Họ là người có tiền, có quyền, phong nhã lịch sự. Bà ăn mặc như đi chợ á, bà để vậy không sợ xấu mặt tôi hả? Con nghĩ là ba với má đi được rồi ba. Con không cần phải đi đâu ba. Không được. Gia đình họ hôm nay có dẫn theo con gái đi gặp con. Lần trước ba đã sắp xếp để cho con gặp họ. Ừ. Mà con đã làm lỡ rồi. Lần này nhất quyết không được lỡ như lần trước nữa. Tốt nhất là con nên chuẩn bị chu đáo đi. Ba à, sao lại sắp xếp gặp gỡ? Là sao hả ba? Không có bàn cãi nữa. Cứ nói rồi thì cứ vậy mà làm đi. Ừ. Ông nè, kỳ này mình ăn nhà em nè. Tôi tính là nhà trong đi. Cái gì mà sang dữ vậy? Ông đó, lần nào đãi khách cũng tìm nhà hàng sang hết vậy. Thì công việc làm ăn. Ông đi đâu vậy? Con có hẹn với bạn. Ủa bà tưởng hôm nay con cũng đi đâu. Cho nên ba hẹn nhà tính để mà đi ăn tiếp. Ừ. Thì ba hẹn thì ba đi đi. Được. Nói vậy sao được con? Ba mẹ hẹn ở bên đó là để muốn con ra mắt con trai nhà họ đó. Vậy thì con càng không nên đi. Còn thích giao du với mấy người nữa mùa đó đâu. Quê cũng ra quê, phố không ra phố, nhìn bắt sớm. Trời ơi, nói vậy sao được. Ba thấy họ cũng không đến nổi. Không gì thử gặp lần coi có sao. Thôi con có hẹn rồi. Ba mẹ cứ nói là con bận, con không đi được. Vậy là xong. Ờ, nhưng mà không biết sao. Tự nhiên tôi cũng muốn đi nữa. Làm đi nữa. Trời, vậy cũng buồn ngon của mình tôi đi hả? Vậy sao được. Mẹ, mẹ đi với ba đi. Đi xíu rồi về. Chứ để ba đi một mình, gặp họ trên lệch, không biết nói gì hết á. Ừ. Linh nói đúng đó bạn. Bà đi hát. Ba, cái xe của con đó ba, dạo này nó kỳ lắm. Chắc xuống máy rồi đó. Bữa nào ba đổi xe cho con nhé. Ủa, ba, xe mới mua. Thôi được rồi, để ba kêu Thắng nó lấy ra, nó coi sao. Không. Trời ơi, mới mua mà xuống máy dữ vậy trời, không biết là. Thôi, có nhưng mà coi, đi gần cả năm rồi, giờ cũng đổi thời rồi. Mà đổi lại những khác cho con đi, đi hoài những đó,
bạn bè để chồng con là chung thủy á. Thì có sao đâu, ba cũng chung thủy nè. Có chiếc xe mà chạy hoài nè, xe này nè. Cái gì? Ý nói chung thủy là tốt, con hiểu không? Mẹ, lát con với mẹ đi xa đi. Thôi 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 thôi. Thôi được rồi, để tôi đổ xe cho. Con cảm ơn ba, ba cũng còn là số một. Thôi con đi nha, ba mẹ đi chơi vui nha. Nhã ơi, nếu như mà mọi chuyện thuận lợi thì mình sẽ mở một trường dạy nghề ở dưới quê của mình để dạy nghề miễn phí cho các em khuyết tật, để các em có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Bạn là thổ địa ở quê, cứ lâu rồi sẽ là một cô giáo, cho nên là dự án của mình không thể nào thiết nhã được. Bạn xem thử coi điều kiện ở dưới đó như thế nào, rồi hỏi giùm mình thủ tục dưới quê ra sao luôn nha. Con chưa nấu cơm hả? Chiều nay có đi học không? Dạ có ba. Thôi, vậy để con vô nấu cơm nha. Ừ. Dạ, thầy ơi. Dạ, con chào thầy. Thầy Lăng ơi, có bạn này tới kiếm thầy nè. Ờ, hai em ngồi đi. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con cảm ơn thầy. Uống nước đi con. Bây giờ bạn đang ngồi ở nhà thầy Lăng đó, muốn xin gì thì xin đi. Ờ. Bạn này lại sao vậy con? Dạ, trên đường con về, con gặp bạn này không thấy đường mà đang tìm nhà thầy nữa, nên con mới dắt bạn ấy qua gặp thầy. Dạ thưa thầy, con không phải bị mù đâu, chỉ là mắt con mờ thôi. Con vẫn thấy thầy sơ sơ. Được rồi, vì sao con muốn học đàn? Mà nhà con ở đâu? Tại sao con biết? Nhà con ở xóm thượng. Để đi xuống đây, con phải đi từ lúc 6 giờ sáng. Và con cũng rất muốn được học đờn, để mai mốt con đờn thật giỏi, con có thể đi đàn ở các nhóm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Con không muốn là một người vô dụng, suốt ngày chỉ ngồi không, không làm được gì hết. Thầy ơi, thầy nhận con vô học được không thầy? Nếu con được thầy nhận, con hứa sẽ học tập chăm chỉ. Con sẽ cố gắng, để thầy không phải nhọc công với con nhiều đâu. Được rồi, tất cả những em muốn học đàn, thầy sẵn lòng lắm. Học nhạc là học từ con tim biết cảm nhận, từ đôi tay biết lắng nghe, từ đôi tay biết thể hiện cảm xúc. Không nhất thiết phải có đôi mắt tốt. Nói vậy là thầy cho con du học đúng không thầy? Được rồi, bữa sau con có thể đến đây học cùng các bạn. Vui quá, vậy là kỳ này có bạn học chung rồi nha. Nhưng mà con không nên đi học như vậy. Nếu người nhà không đưa con đi học được thì con ở tạm lại đây, chứ thầy không yên lòng để con tự đi bộ 4-5 cây số đến đây học. Dạ con cảm ơn thầy. Uống nước đi con. Cảm ơn bạn nha. Không có gì. Ê, thằng Hùng đâu rồi? Sao bữa nay đi uống nước có mình vậy? Thì lâu lâu phải tìm cách gỡ cái đuôi ra cho nó thoải mái chứ. Gỡ thì gỡ, nhưng mà coi chừng cẩn thận nha, không là có kẻ đánh cắp đó. Tao thách đó. Nhưng mà tao nghĩ á, thằng Hùng nó không có điên mà rời mày ra. Kệ chứ, không điên, nhưng mà tao chán, tao bỏ, đi làm gì tao. Chờ tao chút nha. Ê, thằng Hùng kìa. Trời. Nè, cô kia, cô là ai? Bộ trên đời này hết trai rồi hay sao mà giật người yêu của người khác vậy? À, cô là Linh phải không? Nghe danh cô đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt. Cô nói vậy là ý gì? Ai cho phép cô đi với bạn trai của tôi hả? Tôi có chân thì tôi đi, còn nếu như cô không cho phép á thì cô buộc chân người yêu của cô lại đi. Anh bị câm hả?
Tại sao để nó nói chuyện với tôi vậy? Anh nghĩ là chúng ta nên đi chỗ khác nói chuyện đi em. Không đi đâu hết á. Anh nói coi, con này là ai? Anh Hùng á, đã không muốn nói thì cô đừng có ép ảnh làm gì. Ảnh mà nói ra hả thì cô có mà nhục mặt. Thì nói cái gì? Thôi mẹ. Cô đừng có tưởng mình có tiền thì cô muốn làm gì thì làm. Tiền của cô á chỉ mua được thái độ mà thôi, không bao giờ mua được lòng chân thành đâu. Cô nên nhớ điều đó. Người ta có tốt với cô, chăm sóc cô, chẳng qua là người ta tốt với cái mỏ vàng của cô mà thôi. Cô đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền. Dạ, cô đi đâu vậy cô? Thì cứ chạy đi. Ý tôi hỏi cô là cô đi đâu á, để tôi chạy vòng vòng hoài. Trời ơi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh tưởng tôi không có đủ tiền đi taxi hả? Anh không có mắt nhìn người sao? Alo mẹ hả? Ba mẹ đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang đi đến nhà hàng. Không biết bây giờ con ra nhà hàng luôn đi, rồi ăn cơm với ba mẹ ha. Thôi, con không muốn gặp mấy người đó đâu. Sao vậy? Nhưng mà bây giờ ba mẹ cũng gần tới rồi. Thôi được rồi, đằng nào con cũng chưa ăn, con còn chút xíu rồi đó. Vậy con qua nhà hàng đi nha, gặp lại con bên đó nha. Bye mẹ. Ủa, em tính đi đâu hả? Dạ, đâu có. Em đã coi bản đồ, để coi á, đi từ nhà qua trường á, coi nào lẹ nhất. Em cứ coi đi, rồi nhìn cho quen, rồi sau này còn biết đường mà đi, hả? Dạ. Dạ. Trưa nay anh với hai bác đi ăn với đối tác của ba anh. Dạ. Má anh á, có làm đồ ăn cho em ở trong tủ lạnh á. Nếu mà có đói thì ra ham ăn thôi. Dạ, em biết rồi. Dạ. Nè, đây là chìa khóa nhà và chìa khóa xe. Nếu mà lát nữa em có đi đâu thì đi cho tiện ha? Dạ. Nó mới lên không có quen biết ai, đường xá cũng mù tịt, biết đâu mà đi. Tốt nhất là ở nhà cứ đi ra vô, cửa cũng không biết khóa, là sợ hở anh trộm lấy hết đồ đi sao? Ba. Bác tin nó đúng đó anh. Anh cầm vô đi, em không cần đâu. Nè. Dạ. Trời đất ơi, xin lỗi. Cô có sao không? Anh không có mắt hay sao mà đụng cho người ta vậy hả? Tôi xin lỗi, tôi sơ ý. Anh làm hư đôi giày của tôi rồi. Anh có biết anh trị giá bao nhiêu không? Tôi xin lỗi mà. Thật tình á, là tôi không cố ý đâu. Thôi đi, tôi thừa biết hạng người như anh, chả giờ đụng chạm mới làm quen với người giàu sang chứ gì. Đổi cách đi, sương quá rồi. Ủa, con? Dạ. Sao gì nè? Hả? Dạ mẹ. Sao sao mà đứng thập thiển gì nè? Hả? Dạ thưa bác. Đây là con của bác hả? Con. Con xin lỗi, tại con vô ý quá. Hai đứa con biết nhau rồi sao? Hả? Dạ con tôi ôm tôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.